chúng ta sẽ vào Smart Trader, sau đó là đăng nhập cái email mà làm ở trong By Design. Sau khi chúng ta vào là chúng ta vào mục chat. Và mục chat xong là chúng ta bắt đầu connect với Smart Trader, Trading Connect. Khi mà chúng ta vào Manager Account để chúng ta add các account đó, vào đây Manager Account. Chúng ta có hai, một cái demo và một cái real add đúng không? Nhưng có một cái vấn đề ở đây đúng không? Là chúng ta sẽ add matrix các cái tài khoản ví dụ như euro đúng không? Chúng ta cũng tìm các cái matrix ở đây để chúng ta quản trị nó, để xem các cái tỷ lệ matrix đó. Matrix Manager hiện tại chúng ta đang có disable một cái matrix và chúng ta có thể edit và delete nó. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái matrix add matrix đó, ở cái tài khoản này pending và buy euro. Buy chúng ta đặt vào below, chúng ta đạt 0,01, chúng ta có tỷ lệ nhồi 10 lệnh, close ở 20 pip, toàn bộ 25 pip đó. Chúng ta ok, chúng ta confirm đó. Chúng ta thường gặp cái này đó ở các sàn khác và gần như là nó nói là trade disable đây, no further information provider from broker. Thế khả năng là cái sàn của bạn nó đang khóa đó, sàn của bạn đang khóa, nó không cho đấu nối với lại Smart Trader. Thế nhưng mà ở đây những cái sàn mà nó đấu nối đúng không, đấu nối thì chúng ta vào đây, chúng ta cao đây, chúng ta vào Smart Trader là tài khoản 108.000, chúng ta add matrix một cách bình thường. Đó, chúng ta add matrix một cách bình thường. Đó. Manager matrix, chúng ta active no trader. Cho delete matrix này đi, confirm. Đúng không? Ở một cái tài khoản demo này, đúng không? Chúng ta add matrix, chúng ta add matrix này, 10 lệnh này, 0,01 này, để 25 này, khoảng cách này, đóng ở 20 này, buy là chúng ta cho vào below, ok. Nếu bình thường add matrix được ấy, thì là nó sẽ như thế này, đấy, và nó sẽ có cái hệ thống ở đây, đó. Thế thì một số bạn không kết nối được ở matrix, add matrix ấy, là chúng ta có liên quan đến cái broker, thì chúng ta phải chú ý.